Đây, chào các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem ngôi làng nho nhỏ vùng ven biển của Pháp nha các bạn. Đây, đầu xuân cho nên là đã bắt đầu có một chút hoa. Đẹp không các bạn? Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là một cái giếng nước gầu. Gầu nước, giếng múc nước. Đó. Con đường nhỏ nhỏ vậy đó các bạn. Đây cũng có nhà thờ nè. Đây, quay biển cho các bạn xem nha. Nó thanh bình lắm. Những cái làng ở Pháp nó vậy nha bạn. Ven biển thì đặc trưng của nó là giống giống nhau vậy đó. Báo đừng có đi gần quá nguy hiểm. Đó, đẹp. Tôi tạm biệt các bạn.